Rồi, như vậy là đến đây ta đã tìm hiểu được khái quát về tiền. Ta qua nội dung thứ hai ạ. Tìm hiểu khái quát về ngân hàng. Hệ thống ngân hàng hiện đại như chúng ta đã biết là ngân hàng mấy cấp? Là ngân hàng 2 cấp, gồm có ngân hàng trung ương và các ngân hàng thương mại. Vậy bây giờ chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu chức năng cơ bản của hệ thống ngân hàng. Ngân hàng trung ương có 3 chức năng cơ bản. Mời các anh chị đọc. Chức năng thứ nhất, cứ nói tới ngân hàng trung ương là ta nghĩ ngay luôn đó, đó là chức năng phát hành tiền. Ngân hàng trung ương một quốc gia là cơ quan duy nhất ở quốc gia đó được quyền phát hành tiền. Và tôi cũng lưu ý luôn là do chức năng này cho nên ngân hàng trung ương là cơ quan duy nhất trong bộ máy của chính phủ mà được quyền độc lập tương đối đối với chính phủ. Nói vậy tức là sao? Ngân hàng trung ương được quyền từ chối không tuân lệnh chính phủ nếu chính phủ yêu cầu phát hành tiền để tài trợ cho bộ chi ngân sách. Tại sao vậy? Tại vì trước đây á, ngân hàng trung ương á, thường được coi là ngân hàng của chính phủ. Và như vậy khi mà ngân sách chính phủ bị bội chi, tức là bị thâm hụt đó các anh chị, thì chính phủ các quốc gia trước đây thường áp dụng biện pháp đó là đơn giản nhất yêu cầu ngân hàng phát hành tiền đưa mình tiêu. Các anh chị hình dung được không ạ? Và như vậy nó sẽ gây ra nguy cơ gì ta? Đúng rồi, lạm phát sẽ có nguy cơ tăng cao. Chính vì vậy cho nên là ngân hàng trung ương do có chức năng này, vì vậy các nhà kinh tế học ngày nay khẳng định rằng được quyền độc lập tương đối, tức là có quyền từ chối nếu như chính phủ yêu cầu phát hành tiền để bộ chi tài trợ cho bộ chi ngân sách. Như vậy ở đây tôi lưu ý, trong trường hợp chính phủ bị bộ chi ngân sách bây giờ muốn tài trợ mà giả định trong trường hợp kiếm không ra cái nguồn nào hết, vậy bây giờ làm sao? Có thể vay từ ngân hàng trung ương, mà đã vay thì phải phát hành trái phiếu, và trên trái phiếu phải ghi rõ thời hạn trả, phải ghi rõ lãi luôn, và ngân hàng trung ương sẽ căn cứ vào đó để có thể phát hành tiền cho ngân hàng, cho chính phủ chi tiêu. Nhưng đúng hạn chính phủ phải tính toán để trả lại cho ngân hàng trung ương số tiền đó. Các anh chị có hình dung được không ạ? Có nghĩa là bây giờ vay mới được, và vay thì phải tính đến thời hạn trả và phải tính luôn cả cái việc trả lãi. Và chính những cái điều đó đó sẽ khiến cho chính phủ cẩn thận hơn rất nhiều trong việc chi tiêu. Có đúng không ạ? Tại vì nếu mà không cẩn thận nhiều khi không có đủ tiền để mà trả nợ luôn. Giống như là cuộc khoản nợ của Hy Lạp năm 2009 vừa rồi. Các anh chị thấy là cả thế giới đã hốt hoảng khi mà Hy Lạp tuyên bố mình có nguy cơ vỡ nợ. Một chính phủ mà tuyên bố vỡ nợ tức là sao? Không còn khả năng chi trả tất cả các khoản nợ của chính phủ. Và trong lịch sử kinh tế thế giới đã bao giờ có chuyện đó xảy ra chưa? Rồi, Argentina năm 2003. Các anh chị biết là khi mà Argentina tuyên bố phá sản, thế là người dân Argentina làm gì? Chính phủ mà tuyên bố phá sản có nghĩa là chính phủ tuyên bố rằng tất cả các khoản nợ của chính phủ coi như bây giờ chính phủ chấp nhận không trả, không có tiền để trả. Đúng rồi, vậy bây giờ tôi hỏi, trong trường hợp đó anh chị mà là công dân của Argentina ở lúc đó, các anh chị sẽ làm gì? Đòi vô ích, tiền đâu trả, tuyên bố phá sản rồi mà. Các anh chị sẽ làm gì? Các anh chị đầu tiên là nghe tuyên bố như vậy thôi thì các anh chị sẽ làm gì trước hết? Toàn bộ tiền của các anh chị sẽ làm cái gì? Tiền mình lấy ra hết khỏi ngân hàng rồi làm gì nữa? Giữ làm gì? Bởi vì tiền đó là tiền gì? Các anh chị chưa hiểu rồi. Tiền đó là tiền gì? Nó là loại nào? Nó là tín tệ. Mà tín tệ được tín của ai? Của người phát hành.
Vậy thì một khi chính phủ tuyên bố rằng chính phủ mất khả năng trả nợ, vậy thì tôi hỏi là trong trường hợp đó người dân có nên giữ cái tiền đó không? Ta nên làm gì? Đổi hết sang ngoại tệ mạnh hoặc quý kim. Và ở Argentina đã xảy ra điều đó. Vậy thì nó sẽ làm cho tỷ giá giữa đồng peso của Argentina với đồng đô la Mỹ thay đổi theo chiều hướng nào? Đúng rồi, tăng kinh khủng. Cho nên người ta mới nói là đồng tệ đã bùng nổ tại Argentina, mà nguyên nhân là do chính phủ bị vỡ nợ. Là tại vì người dân đổi hết cái đồng peso đi, không ai muốn giữ hết. Nha các anh chị, tất cả mọi người nháo nhào lên. Thứ nhất đó là người ta kéo đến ngân hàng, người ta rút hết tiền ra. Thứ hai đó là có bao nhiêu tiền, kể cả doanh nghiệp, kể cả người dân, đổi hết sang đồng ngoại. Và người dân mới đề nghị đừng phát hành tiền Argentina nữa, bây giờ hãy sử dụng đồng đô la Mỹ thay cho đồng Argentina. Thì có chính phủ nào đồng ý vậy không? Không. Cho nên sau đó do cuộc khủng hoảng, và nguyên nhân nữa cũng là do chính phủ đã tuyên bố phá sản, chứng tỏ rằng đó đã hoàn toàn bất lực trong việc điều hành kinh tế. Cho nên đương nhiên điều gì sẽ phải xảy ra? Thay đổi chính phủ nha. Và như vậy là một cuộc đảo chính đã được tiến hành tại Argentina ha. Và sau đó thì chính phủ mới được thành lập. Và đương nhiên chính phủ mới lên thì để có thể nắm quyền kiểm soát đối với nền kinh tế, thực hiện được các chính sách tài khoá, chính sách tiền tệ, thì bắt buộc phải làm gì? Phải phát hành tiền. Nên là mặc dù sau cái cuộc khủng hoảng đó thì người dân Argentina họ có đề nghị đó là chính phủ đừng có phát hành tiền nữa, sử dụng luôn tiền đô đi. Nhưng mà cuối cùng thì chính phủ vẫn phát hành tiền ha. Như vậy là tôi lưu ý là tiền ngày nay được sử dụng tất cả đều là tín tệ, đúng không ạ? Là tiền mà được sử dụng dựa vào uy tín của người phát hành nó nha các anh chị. Như vậy đến đây chúng ta nắm được cái chức năng đầu tiên chưa ạ? Chức năng đầu tiên của các ngân hàng trung ương các quốc gia trên thế giới là rất đặc biệt. Tôi lưu ý luôn, tôi dùng thuật ngữ ngân hàng trung ương, viết tắt theo thuật ngữ tiếng Anh là CB, viết tắt của Central Bank, tức là ta đang nói theo chức năng. Chứ còn ở mỗi quốc gia tên gọi có thể sẽ khác nhau. Ví dụ ở Việt Nam ta gọi là gì? Ngân hàng nhà nước Việt Nam, đúng không ạ? Các anh chị lấy tờ tiền giấy là nhìn là biết liền rồi. Ở trên đó ghi rõ ràng luôn nha. Còn ở Mỹ gọi đó là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, viết tắt là Fed, F-E-D. Các anh chị nghe nói bao giờ chưa? Báo chí đưa tin hoài. Fed, F-E-D. Đó. Rồi còn ở Anh người ta gọi là Ngân hàng Hoàng gia Anh Quốc. Thành ra là mỗi một quốc gia là một cái tên khác nhau ha. Cho nên là ta lưu ý điều đó. Ở Trung Quốc, Ngân hàng Nhân dân Trung Hoa. Đó, thì mỗi một quốc gia có một tên gọi khác nhau. Mình là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nha các anh chị. Như vậy là các anh chị lưu ý điều đó. Nhưng mà ở đây tôi cứ nói tới Ngân hàng Trung ương. Các anh chị nhớ dùng tới cái chức năng là phát hành tiền nha. Còn tên gọi thế nào cũng được, miễn là các anh chị hiểu được cái chức năng. Ở Hồng Kông thì gọi là Ủy ban Tiền tệ Quốc gia, chứ không gọi là Ngân hàng Trung ương. Tại vì Hồng Kông có một cái cơ chế riêng. Hiện nay Hồng Kông vẫn sử dụng tiền riêng, đó là đô la Hồng Kông. Đô la Hồng Kông hiện nay được sử dụng tại Hồng Kông và tại Macau. Ở Trung Quốc rất đặc biệt nhé, Hồng Kông và Macau vẫn là lãnh thổ thuộc Trung Quốc, nhưng mà lại có một cái chính sách riêng hoàn toàn được tự trị hết nha các anh chị. Và là thế nha, là do chuyển đổi á. Trước đây nhà Thanh đã ký hợp đồng tô giới cho Anh 99 năm, và hết thời hạn đó thì đã trao trả về cho Trung Quốc. Và đương nhiên bây giờ nếu mà yêu cầu Hồng Kông và Macau y chang như Trung Quốc á, thì nó phí đi. Tại vì thu nhập bình quân đầu người của Hồng Kông đã rất cao, cho nên là muốn giữ được cái điều đó đó thì chính phủ Trung Quốc đồng ý để cho họ được quyền cai trị riêng. Có một ông gọi là đứng ra cai quản toàn bộ công việc đó, giống như là chủ tịch vậy đó, các anh chị hình dung ha. Rồi như vậy là đến đây ta hình dung được. Tiếp theo tôi nói tới chức năng thứ hai, mời các anh chị đọc. Vậy ở đây ta có là ngân hàng trung ương có chức năng thứ hai là ngân hàng giám đốc. Giám đốc tức là sao? Các
ta chỉ cứ tưởng tượng giám đốc không hẳn chỉ là điều hành đâu. Nhớ đi, giám đốc trong một doanh nghiệp thì họ làm gì? Họ ban hành tất cả các quy định để điều hành doanh nghiệp. Xong rồi có một cái cơ chế để mà kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định đó. Và sau đó được quyền kỷ luật luôn hoặc khen thưởng những người không tuân lệnh để thực hiện quy định, hoặc những người thực hiện tốt các quy định. Các anh chị hình dung được không ạ? Đó là chức năng của giám đốc đó. Như vậy thì ở đảng trung ương thực hiện chức năng là ngân hàng giám đốc các ngân hàng thương mại, thì tôi nói y chang như vậy. Ngân hàng trung ương là cơ quan ban hành hàng loạt quy định để mà hướng dẫn các ngân hàng thương mại hoạt động. Tôi lấy một ví dụ, hiện nay các anh chị thấy là tất cả các ngân hàng thương mại đều phải cố gắng huy động vốn để tăng vốn điều lệ lên tối thiểu là 3.000 tỷ. Như vậy thì tại sao tất cả các ngân hàng thương mại phải làm vậy? Là do Ngân hàng Trung ương Việt Nam mới ban hành quy định đó và quy định rằng đến hết năm 2010 thì vốn điều lệ phải tăng lên là 3.000 tỷ. Thì các anh chị hình dung á, Ngân hàng Trung ương ban hành rồi, rồi sau đó Ngân hàng Trung ương làm gì? Giám sát, kiểm tra việc thực hiện quy định, coi các ngân hàng thương mại có làm đúng quy định của mình không. Và đương nhiên ngân hàng nào mà không tăng được vốn điều lệ đến mức đó thì có thể sẽ phải chịu sáp nhập với ngân hàng khác. Nhiều ngân hàng nhỏ sẽ với nhau thành một ngân hàng lớn, bởi vì nhiều khi ngân hàng nhỏ huy động không đủ 3.000 tỷ. Và hiện nay các anh chị thấy là khi mà vốn nó tăng cao như vậy thì suất sinh lợi trên mỗi đồng vốn nó sẽ thế nào? Tôi giả định rằng tiền lợi nhuận đó, cái số tiền lợi nhuận mà có được á, từ hoạt động kinh doanh của ngân hàng nó như cũ, mà bây giờ vốn tăng lên, vậy thì tôi hỏi là suất sinh lợi vốn nó sẽ chắc chắn là bị giảm. Đó là lý do tại sao hiện nay giá cổ phiếu, tức giá trị thị trường của các ngân hàng thương mại ở trên sàn nó thế nào ạ? Nó giảm rất mạnh nha các anh chị. Ví dụ như ngân hàng STB, tức là ngân hàng công thương á, đúng không ta? Sacombank á, Sacombank á là ngân hàng công thương đúng không? Đó, thì đúng không ta? Vietinbank hả? Ủa vậy còn sao gì? Ngân hàng thương mại hả? Tôi chỉ Sài Gòn Thương Tín à? À vậy đó hả? Rồi nó đó hả? Rồi như vậy là ngân hàng Sacombank á, các chị thấy là như bây giờ nó còn có 16.7, tức là 16.700 đồng. Còn có những lúc nó lên được tới 7 mấy. Các anh chị hình dung nha. Còn ngân hàng ACB bây giờ cũng chỉ còn có 20 mấy. Á Châu á, mà trước đây có lúc ACB lên đến 300 mấy. Bây giờ nó giảm, đúng không? Và tất cả các ngân hàng hiện nay đều vậy hết trơn á. Lý do vốn lớn quá. Và vốn lớn quá thì EPS, tức là earning per share, nó sẽ giảm. Trên mỗi cổ phiếu nó sẽ bị giảm, tức là cái lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu nó bị giảm đi.